chết tại cung trăng rồi, biến thành quỷ ở cung trăng. Chư vị hãy nói xem đó là an vui hay khổ đau? Đấy là hưởng lạc mà cũng là nhân của khổ. Không khổ, không lạc. Chư vị nói, tôi không muốn khổ, cũng không muốn quá an lạc. Chỉ muốn sống một đời bình thường thôi. Không sai, một đời làm ăn buôn bán, không có lời, không được lợi tức mà cũng không thua lỗ. Vốn có 50 ngàn, làm bao năm rồi vẫn còn 50 ngàn, đó gọi là không khổ, không an lạc, nhưng rất mất mát. Chư vị đến thế gian này, mê mờ mà đến, lại mê mờ mà đi, tài sản sở hữu không biết xử lý cho đúng. Chư vị cũng không biết an bài chương mục của mình, mê mờ đến, mê mờ đi, không có ý nghĩa gì cả, muốn hưởng thọ thì không thể không khởi vọng tưởng. Tôi phải kiếm cách gì để mua xe hơi, mua nhà sang trọng, mua tàu thủy, mua máy bay. Nghĩ đến nghĩ lui, khởi những vọng tưởng này khiến tóc đều bạc hết. Khi leo lên giường thì suy nghĩ trăm ngàn kế. Sáng sớm thức dậy, chưa kịp trở mình mà đã tính toán bao việc. Đấy là những giấc mộng thực đẹp. Hành tức là thực hành. Thực hành gì? Thực hành theo những vọng tưởng của chư vị. Thân thể của chư vị tức là sắc uẩn, có sắc uẩn này nên có tư tưởng hưởng thọ. Muốn hưởng thọ cũng là khởi vọng tưởng. Muốn hưởng thọ thì phải làm để đạt đến mục đích. Làm rồi mới sinh ra ít nhiều trí huệ. Thức là một loại thông minh nhỏ, chỉ bằng một cọng tóc trên đầu thôi. Trí huệ nhỏ, trụ nơi lầu trí huệ nhỏ. Làm những việc tiểu trí huệ nhỏ này, tại lầu nho nhỏ có thể phát triển được không? Không thể được, tại lầu nhỏ, công ty nhỏ không thể làm sự nghiệp lớn được. Thế nên chư vị phải có trí huệ thì mới giúp đỡ chính mình thực hành những kế hoạch đã vạch sẵn. Thực hành được thì sẽ đạt được như ý rồi. Sau đó hưởng thọ khiến thân thể sung sướng đầy đủ. Sau khi thân thể hưởng thọ như ý muốn, chỉ trong 5 phút thì huyết quản liền đứt mà chết vì hưởng thọ quá độ. Hưởng thọ này không bền lâu, đây thuộc về năm uẩn. Năm uẩn này hòa hợp thành một công ty. Công ty này mở rồi đóng, đóng rồi mở, không ngừng nghỉ. Chư vị cảm giác ước muốn một điều gì? Là gì? Tức là vì đời nay không kiếm ra nhiều tiền, chỉ mong đời sau kiếm được chút ít. Ví như đánh cờ bạc bỏ tiền vào ngăn, nghĩ rằng kéo ra sẽ được nhiều tiền, nhưng khi bỏ vào thì tiền lọt vào lỗ khác, thuộc về người. Vô tính đánh bạc cầu thắng mà ngược lại mất tiền bị thua lỗ. Thân thể chúng ta cũng như thế, nay lại muốn đánh bạc. Tại sao vậy? Vì chư vị không chịu nhìn thấu suốt, không biết rằng trái đất thế gian có nhiều sự vi diệu, cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chư vị không nên bước bên phải bên trái giống như khi xưa nữa, càng xa xuống thì càng lún sâu. Vậy chư vị phải làm gì? Chư vị phải dẹp trừ tâm tham thì sẽ không còn thua lỗ nữa. Lại nữa, chư vị nên giữ bổn phận của mình và tu hành, đó gọi là phản bổn hoàn nguyên, xoay về cội gốc thì mới có thể trở về nhà được. Bên trên giảng về ba loại sắc, tức là sắc có thể đối có thể thấy, sắc có thể đối không thể thấy, sắc không thể đối không thể thấy. Đó là 11 loại sắc pháp. Tại sao thế? Năm căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, lại thêm 6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Năm căn đối với 6 trần sinh ra 11 loại sắc pháp.